Chào mừng các bạn đến với kênh Lịch sử 5 phút mỗi ngày. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người đứng đầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thường trực của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội bầu ra Chủ tịch Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội và có cùng nhiệm kỳ với Quốc hội cùng khóa. Chủ tịch Quốc hội không thể đồng thời là thành viên chính phủ, làm việc theo chế độ chuyên trách. Chủ tịch Quốc hội mỗi khóa thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới. Vậy các chân dung Chủ tịch Quốc hội các khóa từ khi thành lập đến nay là những ai? Xin mời các bạn theo dõi video này nhé! Nếu thấy video này hữu ích hãy like, comment và đặc biệt là nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh Lịch sử nhé! Thứ nhất, đồng chí Nguyễn Văn Tố, sinh năm 1889, mất năm 1947. Nguyễn Văn Tố, bút hiệu Ứng Hòe, quê ở Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Thuở nhỏ ông học chữ Hán, sau sang Pháp học, đỗ bằng thành trung. Trung học, sau cách mạng tháng 8, ông giữ chức Bộ trưởng Cứu tế xã hội trong chính phủ cách mạng lâm thời. Ông là đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa 1 năm 1946. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 19 tháng 12 năm 1946, ông cùng chính phủ rút lên Việt Bắc tiếp tục kháng chiến chống Pháp. Ngày 7 tháng 10 năm 1947, trong một cuộc tấn công chớp nhoáng của địch Pháp vào chiến khu trong chiến dịch Việt Bắc, ông bị địch Pháp phục kích, vây bắn và hy sinh tại Bắc Cạn. Thứ hai, đồng chí Bùi Bằng Đoàn, sinh năm 1889, mất năm 1955. Bùi Bằng Đoàn là một ông quan nổi tiếng thanh liêm, chính trực và yêu thương dân chúng trong triều đình Huế, là thượng thư bộ hình triều Nguyễn 1933 đến 1945, cách mạng tháng 8 thành công. Trong Thế nên xuất hay nên xử của một nhà nho, cụ đã nhận lời mời của Hồ Chủ tịch ra nhậm chức trưởng ban thanh tra đặc biệt chính phủ. Tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946, cụ trúng cử đại biểu Quốc hội và sau đó được bầu làm trưởng ban thường trực Quốc hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khóa 1 1946-1955. Ông cũng đã từng là chi huyện ở Nghĩa Hưng, Nam Định, chi huyện Thanh Ba, Phú Thọ, Đại Từ, Thái Nguyên, Tiên Du, Bắc Ninh, chi phủ Xuân Trường, Nam Định. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cụ đã lên Việt Bắc sát cánh cùng Hồ Chủ tịch trong những thời điểm khó khăn nhất. Cuộc đời của cụ Bùi Bằng Đoàn là một tấm gương tận tụy vì nước vì dân. Thứ ba, đồng chí Tôn Đức Thắng, sinh năm 1888, mất năm 1980. Truyền thống quật cường của quê hương đất nước đã sớm hun đúc lòng căm thù giặc và tinh thần yêu nước của người thanh niên Tôn Đức Thắng. Cuộc sống và ý thức giai cấp công nhân đã tiếp bước rèn luyện người thanh niên ấy trở thành một chiến sĩ cách mạng kiên cường và lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. Tôn Đức Thắng là một nhà cách mạng, chính khách của Việt Nam. Ông là chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam, trước đó là phó chủ tịch nước 1960 đến 1969 và quyền chủ tịch nước, trưởng ban thường trực Quốc hội 1955 đến 1960, tương đương với chủ tịch Quốc hội bây giờ. Thứ 4, đồng chí Trường Chinh, sinh năm 1907, mất năm 1988. Trường Chinh, tên khai sinh là Đặng Xuân Khu, bí danh Anh Năm, là nhà hoạt động xuất sắc của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, nhà lý luận, nhà báo lớn Việt Nam, là một chính khách Việt Nam. Ông là chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam, thống nhất trên danh nghĩa là chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam từ năm 1981 đến năm 1987. Ngoài ra, ông cũng từng giữ các chức vụ quan trọng khác trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội 1960 đến 1976. Trường Chinh còn được biết đến là một nhà thơ cách mạng với bút danh Sóng Hồng. Thứ năm, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, sinh năm 1910, mất năm 1996. Nguyễn Hữu Thọ là một luật sư, chính khách Việt Nam, nhà hoạt động chính trị và nhà nước nổi tiếng của Việt Nam, quê quán ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tham gia phong trào yêu nước của trí thức Sài Gòn Chợ Lớn 1947. Ông là Phó Chủ tịch nước Việt Nam 1976 đến 1980, quyền Chủ tịch nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam 1980-1992, Chủ tịch Quốc hội thứ hai của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1981 đến 1987. Thứ 6,
Trung tướng Lê Quang Đạo, sinh năm 1921, mất năm 1999. Lê Quang Đạo tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, người xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là một chính khách của Việt Nam. Ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam từ năm 1987 đến 1992. Ông cũng từng là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, cấp bậc Trung tướng. Thứ bảy, đồng chí Nông Đức Mạnh, sinh năm 1940, tại xã Cường Lợi, huyện Na Dì, tỉnh Bắc Cạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày. Nông Đức Mạnh là một chính khách Việt Nam. Ông từng là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2001 và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2011. Thứ 8, đồng chí Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1937 tại Mỹ Tân, ngoại thành Nam Định, tỉnh Nam Định. Nguyễn Văn An là một chính trị gia Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, 9, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 27 tháng 6 năm 2001 đến ngày 24 tháng 6 năm 2006. Thứ 9, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, quê xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Quốc hội từ năm 2006 đến năm 2011. Hiện nay ông làm Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 1 năm 2011 đến nay. Vào tháng 10 năm 2018, ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, tham gia Thường trực Bộ Chính trị từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 4 năm 2001, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, như việc đề ra nghị quyết Trung ương 4, khóa 11 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Trưởng ban phòng chống tham nhũng Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ 10, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1946, thuộc dòng họ Nguyễn Sinh ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là một chính khách người Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 10, 11, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 13 giai đoạn 2011 đến 2016, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thời kỳ 2006 đến 2011 trong chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Thứ 11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1954. Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà là Chủ tịch Quốc hội thứ 11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2016 đến 2021, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam. Bà là nữ chính khách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giữ các chức vụ này. Bà còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, 2016 đến 2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Bà từng là Phó Chủ tịch Quốc hội 2011 đến 2016, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 2007 đến 2011, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương 2002 đến 2006, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre 1991 đến 1998. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, bà từng là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, 12. Thứ 12, đồng chí Vương Đình Huệ, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957, quê quán tại làng trài Xuân Lộc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vương Đình Huệ là chính trị gia cao cấp người Việt Nam. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 31 tháng 3 năm 2021, đương nhiệm. Trên đây là tóm tắt về Chủ tịch Quốc hội các khóa từ khi thành lập đến nay.
Nếu thấy video này hữu ích hãy like, comment và đặc biệt đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Lịch Sử 5 phút để nhận được những video hữu ích nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.